Rồi, hello các bạn nhé. Và hôm nay thì mình lại tiếp tục làm một clip để đánh giá về chiếc xe này sau 500 km nha các bạn. Đây các bạn có thể thấy nhá, chiếc xe của mình đã chạy 500 km rồi. Đó, thì hôm nay mình sẽ đi kiếm chỗ nào đẹp đẹp vắng vắng xíu cho các bạn nghe tiếng máy nhá. Bởi vì mình sẽ đánh giá cho các bạn xem là chiếc xe này sau 500 km đó, xem nó có cái điều gì khác biệt hay không ha. Đó, đây thì mình mới gắn chống đổ. Hôm qua thì mình có lắp cái chống đổ, mình chưa gắn đàn áo. Hôm nay mình là gắn đàn áo cho các bạn. Đó, mình có lên vài cái món sơ sơ à. Nói chung là mình cũng không thích độ chế nhiều nha các bạn. Mình chỉ gắn những cái gì cần thiết thôi. Hiện tại thì mình sẽ chạy ở chỗ nào vắng vắng ha. Mình sẽ ra đây mình đánh giá cho các bạn xem chiếc xe này sau 500 km như thế nào ha. Chiếc xe này thì mình chạy trong cái thời gian từ 0 đến 500 cây á. Thì mình không có kéo quá tua máy cao nha các bạn. Nói chung là mình chỉ chạy tầm thấp thấp thôi, dưới 7.000 vòng. Nói chung là mình cũng làm sao mà để cho nó ok nhất, để cho nó cái độ bền về sau này. Đó, bây giờ thì mình sẽ đi kiếm cái nào vắng vắng ha. Đây, nói chung là bây giờ trời đang rất là nắng, mình phải đi kiếm chỗ nào đó nó mát mát một xíu mình quay cho các bạn xem. Đó, hôm qua mình vừa quay đây các bạn, hôm qua mình vừa quay ở đây. Giờ mình sẽ đi kiếm chỗ nào vắng vắng để mình quay ha. Ở cái khu này á thì ra quảng trường nó mới mát các bạn ạ, còn ở trong nhà mình nó tối lắm, nó không có sáng, nên là cái điều kiện ánh sáng không đủ á, nên là quay nó hình ảnh không được đẹp. Đó, mình sẽ kiếm chỗ nào nó đẹp đẹp xíu mình quay ha. Thôi mình ra đây đi ha, mình đứng ở chỗ này đi. Đó, ở chỗ này cũng khá là sáng, mình sẽ đứng ở đây để mình quay cho các bạn xem ha. Đó, chiếc xe này của mình đã chạy được 509 cây nha các bạn. Nói chung là hôm qua thì cũng có rất là nhiều người nói mình á là máy của nó kêu. Đó, thì hôm nay thì mình sẽ ra đây để mình quay cho các bạn xem là sau 500 cây thì cái xe này nó có nghe nó có ổn không nha các bạn. Đó, chiếc xe của mình thì có gắn chống đổ ha. Đây thì hôm qua cái video hôm qua mình đã review cho các bạn xem rồi. Đó, mình có gắn cái chống đổ, đây là bên cái thương hiệu của Mô tô Tấn Phát nha các bạn. Đó, còn cái phần đuôi xi nhan đây các bạn. Mình thấy cái đuôi đút gầm á, không hợp với cái lốp của mình. Cái lốp của mình nó nhỏ mà cái đút gầm thì nhìn nó lại hở quá, đi mưa nó bắn đó các bạn. Nên là mình đã gắn cái đuôi này và lấy cái xi nhan này gắn lên xe này nha các bạn. Đó, thì nhìn nó sẽ có vẻ nó hợp lý hơn. Nó còn hôm qua thì mình gắn cái bát kia và đi trời mưa cho các bạn, nên là mình phải gỡ ra chứ không đi mưa nó bắn lên tận đầu luôn á. Các bạn nào mà để kiểng thôi, nói chung là lốp to á, các bạn đi thì nó sẽ đẹp hơn ha. Đó, clip này thì mình sẽ đánh giá cho các bạn xem là sau 500 cây chiếc xe này nó sẽ như thế nào ha. Đầu tiên là về tiếng máy trước ha. Đây, mình quay các bạn xem cái đồng hồ trước để các bạn có thể đánh giá là chiếc xe của mình đã chạy 509 cây. Đó, các bạn thấy không? 509 cây nha. Rồi, mình sẽ cho các bạn nghe tiếng máy đi ha. Tiếng máy là cái quan trọng nhất. Đây, mình sẽ cho các bạn nghe ha. Đây. Đây các bạn nghe tiếng máy. Đó, qua bên kia ha. Mình đánh giá cái tiếng máy này nó kêu hơn so với lúc ban đầu các bạn. Mà nó không được êm như lúc ban đầu. Cái mà mình có thể nói được ở đây là ví dụ như là có thể là do nhớt nó loãng các bạn. Chạy 500 cây á, cái nhớt nó loãng, tại mình sẽ bịt cả. Nào các bạn nghe. Đó, mình cảm nhận như là mình sẽ tắt máy đi ha. Tắt máy đi, mình sẽ nói một xíu. Mình có cảm nhận như là cái nhớt là nó loãng ra ấy, nó không được, máy nó không được êm. Và mình sẽ cho các bạn nghe cái tiếng máy trước khi mình thay nhớt với lại sau khi mình thay nhớt xem nó có khác không nha các bạn. Bởi vì là mình dám chắc chắn rằng là khi thay nhớt xong máy nó sẽ êm hơn. Bởi vì cái nhớt trong máy này là nhà sản xuất họ nói rằng là chạy từ 0 đến 500 cây thì các bạn nên thay. Bởi vì cái bình nhớt đầu tiên nó rất là lỏng, nó loãng. Thì bởi vì là những cái bộ phận trong xe nó chưa ăn khớp á, nên là nhà sản xuất họ đã đổ lên cái nhớt đây rất là lỏng nha các bạn. Nó không phải là như nhớt mình thay đâu. Đó, nên là mình sẽ ngày mai thì mình sẽ vô trong đó mình thay nha các bạn. Mình định đi thay hôm nay rồi nhưng mà hôm nay mình bận quá mình chưa đi thay được. Nên là ngày mai mình mới đi được nha các bạn. Và xe của mình mới chạy 500 cây thôi. Và ngày mai mình sẽ vô mình thay và mình cho các bạn nghe lại tiếng máy ha. Bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe lại này. Đó, cái tiếng máy của mình bây giờ mình cảm thấy nó không được êm như lúc đầu nữa. Là cái lý do ở đây chính là nhớt nó loãng nha các bạn. Chứ không phải nó kêu đâu. Tại vì các bạn nghe ở ngoài nó khác so với nghe trong cái GoPro này nha các bạn. Mình sẽ cho các bạn nghe ha, mình sẽ không nói gì ha. Nó không được êm như lúc ban đầu thôi chứ không phải nó kêu chứ các bạn. Nó không hề giọng nồi nhá. Mình không cảm thấy tiếng giọng nồi.
nó chỉ gọi là kêu xì giống như kiểu là nhớt nó loãng ấy các bạn, nên là nó như vậy thôi. Đó. Rồi mình sẽ cho các bạn xem về cái vấn đề là về về xăng ha. Đó mình sẽ có cảm nhận như này. Là chiếc xe này thì mình đã chạy 509 cây nha. Nói chung là 509 cây mà mình đã đổ xăng 3 lần rồi nha các bạn. Có nghĩa là cái bình xăng đầu tiên đó là mình đổ tầm độ 200 cây. Có nghĩa là nó chưa hết xăng đâu, nhưng mà do mình sợ bị dắt bộ á, với lại là mình cũng đọc rồi là khi mà đến cái vạch xăng cuối cùng một cầu vạch nữa thì nó còn đâu đó khoảng 0,7 0,8 coi như là gần 1 lít nha. Nhưng mà mình cũng đi đường dài mình sợ, bởi vì ở đây thì mình cũng chỉ đi tầm xa nhất là 20 cây thôi chứ không phải đi xa lắm. Nhưng mà mình cứ đổ cho chắc. Đó, nói chung là mình đánh giá là về mức xăng thì nó rơi vào đâu đó tầm khoảng 40 mấy đến 50 cây một lít xăng ha. Đó, đấy là sau 500 cây. Máy thì mình thấy là nó kêu hơn so với lúc mình mới mua, chứ không phải nó giọng nồi nha các bạn, không có giọng nồi. Đó, và mình thêm một cái chia sẻ nữa là mình khuyên các bạn á, khi các bạn mà đi mưa bẩn về các bạn đừng có lau nha. Các bạn đừng có lấy rẻ các bạn lau lên trên xe, bởi vì nó rất là dễ chảy. Để các bạn biết vì sao? Những cái bụi nó bám ở trên đây này, các bạn mà lau lên á, các bạn mà lau lên là chắc chắn là bị chảy luôn. Nên là mình khuyên các bạn khi bạn đi mà bẩn á thì các bạn nên xối nước trước, cũng như là các bạn đổ nước lên trên này này cho nó chảy đi. Rồi các bạn hãng lau nha. Chứ bởi vì mình thấy rất nhiều bạn á đi xe về các bạn không rửa mà các bạn lau như vậy là cái bụi đó ở những cái chỗ ví dụ như đây này, những cái chỗ này này là các bạn lau vào là nó sẽ làm chầy luôn. Các bạn lau nhưng mà nó lại làm chầy bởi vì đấy là những cái cát sỏi các bạn lau không thể nào sạch được. Nên là mình khuyên các bạn nên rửa trước khi mà lau xe ha. Rồi còn cái phần đuôi sau thì mình đã thay rồi. Mình đã thay cái phần đuôi sau này rồi. Cái video trước thì mình cũng quay cho các bạn xem rồi đó. Là mình đã thay cái đuôi FZ này. Thì đuôi này nó có hai loại, một là loại V2 với lại loại V1, nên mình thấy thích cái loại này hơn. Nói chung là mỗi người một kiểu ha. Các bạn thì bảo là V2 đẹp, mình thì mình lại không thích. Nói chung là mỗi người một kiểu. Mình thấy cái này nó khá chắc chắn nha các bạn. Cái này thì khá chắc chắn bởi vì nó có bát chống gãy ở trong. Đó, mình cảm thấy rằng cái này nó khá là chắc chắn nha. Còn cái xi nhan này, cái xi nhan này là xi nhan chính hãng bên thương hiệu của Mô tô Tấn Phát nha các bạn. Đó, cái xi nhan này thì nó có giá chắc đâu đó phải tầm độ 300 ngàn á. Bởi vì cái đây là xi nhan chính hãng, nó rất là sáng và các bạn có thể thấy là ở đằng sau nó sẽ sáng luôn này. Nó sáng liên tục ha. Đó, mình thấy nó rất là ok. Rồi, tiếp theo thì về cái phần lốp sau. Lốp sau thì thực ra là mình đi thì mình cũng chả có cái gì để mà gọi là nó sàng hay là nó trơn trượt cả, bởi vì mình chưa test tốc độ cao mà nên là chưa đánh giá cái lốp này được nha. Lốp này vẫn mình cảm thấy nó bình thường. Rồi, tiếp theo là cái bộ nhông chân dĩa. Nhông chân dĩa này thì mình cũng chưa tăng luôn. Đó, và mình nghĩ là mình sẽ mua một cái bộ vệ sinh nhông chân dĩa. Mình đang tìm hiểu là mình sẽ mua một cái bộ vệ sinh. Nói chung là nếu mà rửa thì mình sẽ rửa bình thường thôi, ví dụ như là rửa bằng dầu DO hay là rửa bằng xăng. Còn khi mà xịt dưỡng sên thì mình sẽ tìm một cái loại dưỡng sên ở đó tầm độ đâu đó 200-300 ngàn á nha. Thì nó mình dưỡng sên thôi chứ còn không cần phải cọ rửa đâu. Mình chỉ mua một cái bàn cọ, với lại mình có thể dùng những cái loại dầu DO hay là xăng mình rửa cũng sạch mà. Đó, thì cái vấn đề nhông xích này mình thấy nó cũng ok, không có giãn ha. 500 cây đầu tiên, nói chung là 500 cây chưa đánh giá được cái phần nhông sên dĩa này, nhưng mà mình nghĩ là nhiều người cũng đã trải nghiệm rồi, nên là đây là một cái cảm nhận của riêng mình thôi ha. Rồi còn về cái phần xăng số thì mình đánh giá rất là cao về cái phần xăng số của chiếc xe này, bởi vì nó rất là nhẹ và không bị lửng số ha. Đây là một dòng xe mình rất là thích bởi vì cái cơ cấu xăng số của nó. Thứ nhất là cơ cấu xăng số, thứ hai là cái cần số này, nó bắt trực tiếp vào cái cốt số, các bạn thấy không, nó không có bị kêu, không có bị rung lắc, nên là khi xăng số nó rất là nhẹ. Tuy nó không có thẩm mỹ bởi vì nó không qua các cái trục cốt nó làm cho tăng tính thẩm mỹ giống như Winner chẳng hạn, nhưng mà nó lại được một cái là xăng số rất là nhẹ, và mình cảm thấy rằng cái xăng số nó không bị lửng số và rất là nhẹ nhàng ha. Khi mà các bạn xăng số không cần bóp côn cũng được, các bạn chỉ cần hơi giảm ga các bạn xăng số nó vẫn nhẹ bình thường. Đó, nói chung là mình thấy cái phần số rồi ok ha. Còn về cái phần nồi cũng như là động cơ thì mình chưa có test nên là mình chưa đánh giá được. Và tiếp theo về cái phần phục trước. Cái phục trước này thì mình cảm thấy rằng khi lên ổ gà to á, nó kêu nha, nó kêu. Lên ổ gà, lên cái G á, chứ không phải đi đường bình thường đâu các bạn. Đi đường bình thường thì chắc chắn nó sẽ không kêu. Và nó lên cái G thì nó sẽ kêu ha. Đó, đấy, thế thôi. Còn cái đèn thì mình cũng chưa đi đêm nhiều. Mình câu đèn cốt pha sáng vào một lúc nên là mình cảm thấy nó cũng sáng. Đó, nó cũng sáng nha các bạn. Chứ đâu không phải không sáng đâu. Nó đi đường đêm mình thấy cũng sáng mà. Nhưng mà mình phải đi tour đi phượt thì mình nghĩ là mình nên gắn cái đèn trợ sáng vô. Đó. Còn xe của mình thì mới chạy 509 cây. Nói chung là xe của mình thì mình cũng không thích độ chế về máy móc. Mình chỉ có thể gắn những cái phụ kiện thêm thôi, chứ mình không thích kiểu độ cái này độ cái kia nha. Đó, có cái chống đổ này thì mình nghĩ là nó cũng cần thiết. Đây cũng là thương hiệu của Mô tô Tấn Phát các bạn. Đó, mình gắn cái chống đổ này lên cho nó có thể là cứng cáp hơn. Đây các bạn thấy là đó, nó không có vẻ lòi ra ngoài quá đâu. Khi mà các bạn nghiêng xe đổ nó sẽ đỡ là một phần rất là chắc chắn đấy. Rồi cho các bạn nghe lại tiếng máy ha.
nghe lại tiếng máy xem là sau 500 cây là có ok không. Đó, rất là nhiều bạn bảo là máy kêu như máy cày, cho mình cho các bạn nghe ha. Máy thì mình cảm nhận là nó vẫn ok các bạn, nó chỉ gọi là không êm bằng lúc đầu thôi, bởi vì cái nhớt nó lắng rồi các bạn. Đây là cái bình nhớt đầu tiên mình chưa thay mà, nên là cái nhớt của nó có thể là nó không được êm như lúc đầu đâu. Mình nghĩ là ngày mai nó sẽ êm hơn. Đó, nên là hôm nay mình quay cái video này là video trước khi đi thay nhớt nha. Và ngày mai mình đi thay nhớt xong thì sẽ cho các bạn nghe cái tiếng máy này xem nó có ok hơn hay không nha các bạn. Đó. Đây là tiếng máy sau 500 cây ha, 500 cây rồi mình thấy cái tiếng máy này nó cũng kêu hơi một xíu ha. Ngày mai mình sẽ đi thay xem là nó có ok hơn.